Ở phần 1, Lâm Bắc đã lấy được cơ duyên của Tiêu Miểu, sự việc diễn ra như nào mọi người hãy cùng dõi theo nhé. Sau đó, linh hồn Đan lão ra sức khuyên nhủ, "Tiêu Miểu, ngươi đã manh động quá rồi, sau này cho dù ngươi bị kích động thì cũng phải bình tĩnh lại, sau đó suy nghĩ cách đối phó." Ông ta cố gượng hỏi, "Như lần này vì sao ngươi lại hoàn toàn mất đi sự ổn định và lý trí trước kia?" Trong lúc đó Tiêu Miểu tối sầm mặt lại, hắn hoang mang tai, "Đan lão, ta cũng không biết." Tận sâu trong nội tâm ta đột nhiên có một giọng nói thôi thúc ta, ta không cần nhẫn nhịn nữa, ta nên giải tỏa lửa giận ra ngoài. Nghe thấy vậy đan lão này cũng hiểu cho hắn. Lão ta trấn an hắn, đợi sau khi lấy được linh thảo kỳ dị, chúng ta lập tức trở về, đến lúc đó, ta sẽ tra rõ dị biến trong cơ thể ngươi. Tiêu miểu cũng ngoan ngoãn đáp lời, vậy thì làm phiền đan lão rồi. Ở cách đó không xa, Lâm Bắc đang chăm chú quan sát tiêu miểu, cậu đắc ý thầm nghĩ, có ta nhúng tay vào, những thứ tiêu miểu nhìn chúng đều sẽ rơi vào tay của ta. Tuy vậy cậu thắc mắc trong lòng, nhưng hệ thống vẫn chưa nhắc nhở là hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến đây Lâm Bắc Thầm suy đoán, xem ra cơ duyên của Tiêu Miểu là vật đấu giá cuối cùng. Sau đó, nàng Ly chân phấn khởi nói với toàn bộ hội trường, sau đây là vật phẩm đấu giá cuối cùng của hội đấu giá, linh thảo vô danh, trước mặt nàng là một cây linh thảo như củ nhân sâm vạn năm. Tuy vậy công hiệu và tác dụng của linh thảo này đều chưa biết, điều duy nhất có thể xác nhận được là nó đến từ hải vực thần bí khó lường kia, Hắc Ám Chi Hải. Nhìn thấy vật phẩm cuối cùng hai nàng phía trước của lâm bắc kinh ngạc thốt lên cái gì đến từ hắc ám chi hải vậy linh thảo vô danh này chính là linh vật hắc hải có cơ ngộ và nguy cơ lời đồn rồi trong lúc đó lâm bắc nhanh chóng mang cuốn sách ra mò từng trang cậu đắc ý nói cũng may là trước khi xuất phát đã đến tàng thư các lấy một cuốn đại bình phong thổ ký để ta xem xem hắc ám chi hải là cái thứ gì nàng bạch tinh ở bên cạnh cũng tỏ ra vô cùng tò mò nàng chăm chú dõi theo từng trang sách mà lâm bắc đọc ngay sau đó từ những thông tin cậu thu thập được từ trong đại bình phong thổ ký cậu biết được phía cực đông của đại lục cửu châu là chiến trường dị vực nơi các võ giả liên tục phải chiến đấu với dã thú để bảo vệ sự an toàn của tất cả tu chân giả còn phía cực tây là hải vực mênh mông cùng những hòn đảo nằm dài rác tuy nơi này không có giã thú nhưng những cơn sóng vô cùng cao lớn có thể nuốt chửng nhấn chìm mọi thứ xung quanh trái lại trong đó lại có một thứ vô cùng huyền diệu đó chính là hắc ám chi hải mà cũng là vừa được nghe thấy nó là một vùng nước thần bí không ngừng di động trong hải vực điều mà mọi người mong chờ nhất là mỗi lần hắc ám chi hải lại gần đại lục cửu châu thì đều sẽ mang đến những kỳ chân dị bảo chưa từng có đến. Sau khi những thứ này được sóng đánh lên bờ, tất cả mọi người sẽ nhảy vào sâu xé chúng, những ai may mắn có được vật phẩm này. Có cái có thể ban cho con người tu vi mạnh mẽ, khiến bọn họ tấn thăng là đại tu sĩ làm người ta kính sợ. Trái lại là những người không được may mắn, có cái lại khiến cho con người mất đi lý trí, sa đọa làm con dối cho những vật phẩm kỳ lạ này. Trong lúc đó linh hồn đan lão vô cùng phấn khích khi nhìn thấy món đồ này, lão giọng gấp gáp nói, chính là nó. Ta từng đọc qua giới thiệu về gốc linh thảo này trên bức tranh treo tường của di tích cổ xưa. Đan lão bắt đầu giải thích sâu hơn về những vật phẩm này. Gốc linh thảo tên là kim kiển huyết thảo. Bộ phận huyết thảo có thể dùng để luyện chế đan dược tấn thăng tu vi. Chính vì vậy mà rất nhiều những võ giả cấp trung dùng mọi cách để có được nó, hoặc sẽ dùng một số tiền lớn để đánh đổi. Thêm nữa, kim kiển có thể dùng để tu luyện thần thông, không thiền dược. Trong lúc đó, ở trên sân khấu lớn của hội trường, nàng ly chân vẫn vô cùng nhiệt huyết, nàng khuấy động không khí khán trường. Gốc linh thảo này là cơ ngộ hay là nguy cơ, vậy thì phải xem vào vận khí của các vị." Sau đó nàng vui vẻ nói lớn, "Linh thảo vô danh, giá khởi điểm 10 vạn linh thạch." Ngay sau khi lời nàng vừa dứt, cả khán trường bắt đầu trở nên hỗn loạn, tất cả đều không muốn bị tuột mất cơ hội hiếm có này. Giá đầu tiên được một người đưa ra, "15 vạn, ta trả 15 vạn." Con cúc cu cú tù hú, "Ta trả 16 vạn." "Đúng là đồ kẻ xỉ mà, ta trả 18 vạn." "Đúng là mấy đứa nhà nghèo còn muốn hít hồn lơm." "Ta trả cao hơn 2 vạn." 20 vạn, tất cả các ngươi tránh ra cho thiếu gia của ta, thiếu gia ta trả 23 vạn, ta trả cao nhất, 23 vạn, các ngươi đã sợ chưa? Ừ. Ngồi trong số đó, nếu như nói người nào muốn có thứ này nhất thì chỉ có tiêu miểu và đan lão, không để cho những người khác có cơ hội mở mõm, linh hồn đan lão ở phía sau liền hối thúc. Tiêu miểu, gọi một giá mua đứt kim kiển huyết thảo đi, được, tiêu miểu đồng tình luôn, hắn chỉ tay đầy quyết tâm hết lớn, ta trả 100 vạn linh thạch. Cái cơm thiêu gì đấy? 100 vạn, tiêu miểu liền bị cả khán đài chửi như con một trăm vạn mua về để nấu canh cho phụ thân ngươi tẩm bổ ư thôi từ bỏ đi ta cũng thế ta cũng từ bỏ ta từ bỏ một trăm vạn để cược một gốc linh thảo không rõ công hiệu đúng là thiệt quá đúng là đồ ngốc trước một cái giá được đưa ra quá cao như vậy lâm bắc bỗng nảy ra một nghi ngờ không hề nhẹ với tiêu miểu ngồi bên này cậu tỏ ra trầm ngâm suy nghĩ một trăm vạn linh thạch tiêu miểu đúng là thâm tàng bất lộ cậu khổ tâm thần nói bây giờ ta còn chưa đến một vạn linh thạch nên lấy gốc linh thảo này từ trong tay tiêu miểu kiểu gì đây trái lại bên phía tiêu miểu lúc này vì không thấy quan khách trong phiên đấu giá này có thể theo cái giá mà hắn đưa ra hắn vênh mặt cười khinh ừ một trăm vạn linh thạch không phải là cực hạn của ta hội đấu giá lần này ta đã mang hai trăm năm mươi vạn linh thạch theo người trước đó lâm bắc đã cướp đi nhiều bảo vật lẻ tẻ như vậy bỏ thì bỏ thôi chỉ có kim kiển huyết thảo này là ta phải có được thôi do thời gian trôi qua đã lâu không thấy ai đưa ra cái giá lớn hơn nàng ly chân vui vẻ hỏi lại một trăm vạn linh thạch có còn người trả giá nữa không ngay trong thời khắc tưởng chừng như phải trơ mắt đứng nhìn tiêu miểu cầm linh thảo rời đi lâm bắc bỗng sực nhớ ra có rồi hệ thống trao đổi toàn bộ linh thạch trên người tiêu miểu cho ta cầu hệ thống liền hiện ra tin báo trên người tiêu miểu có hai trăm năm mươi vạn linh thạch trao đổi toàn bộ cần hai nghìn năm trăm vạn điểm phản diện ký chủ có muốn trao đổi không bo nớt thêm phục vụ lần này có thể cho nợ nhìn thấy vậy lâm bắc tức điên đậu xanh cái cầu hệ thống này cho nợ cái con khỉ biết đến bao giờ ta mới có thể thu thập được số tiền lớn đến như thế. Khéo khi ta trả nợ xong thì tiêu miểu đã chém ta ngủ củ tỏi rồi. Nhưng cầu hệ thống liền vang lên một tin báo. Nếu như ký chủ muốn cướp đoạt linh thạch của thiên mệnh chi tử, hệ thống có thể cung cấp cách khác. Diệu thủ không không, diệu thủ không không, trang bị chuyên dùng để trộm số linh thạch ngẫu nhiên của thiên mệnh chi tử. Hạn chế sử dụng, phải biết tên, dung mạo của thiên mệnh chi tử và thiên mệnh chi tử ở trong tầm mắt của bản thân. Và khí vận của thiên mệnh chi tử phải dưới 3.000 quả găng tay này quả thật là ảo lòi một ngón gắn bi một ngón hình xoắn còn một ngón hình gai sầu riêng đậu xanh nó nữa chứ ai cho tôi lương thiện hệ thống đưa ra một thông tin nữa tiêu hao năm nghìn điểm phản diện là có thể sử dụng rượu thủ không không một lần không trần trừ lâm bắc liền chọn đổi cho ta một lần sử dụng trừ năm nghìn điểm phản diện số lần sử dụng rượu thủ không không còn một lần nhìn trang bị dễ gây hiểu nhầm trên tay cậu liếm liếm môi đầy đê tiện cái này không tệ ta sẽ cho tiêu miểu nguy biết thế nào là lễ hội thật sự ngay sau đó một màn hình chiếu phía sau của Tiêu Miểu hiện lên, nàng Bạch Tinh nhìn thấy vậy thì vô cùng khó hiểu. Nàng ngơ ngác không biết cái gì đang xảy ra, chỉ có mỗi Lâm Bắc là vô cùng đắc ý, cậu cười thầm sung sướng, ha ha ha, On. Phía bên Tiêu Miểu lúc này, hắn bỗng cảm thấy có chút khó chịu, hắn thầm thốt, động, sao mông lại cảm thấy hơi ngứa, chẳng lẽ vừa bị con gì đó cắn sao? Cắn cái gì? Phía bên này Lâm Bắc đã bắt tay vào hành động, cậu vung tay về phía sau đầy dứt khoát, Tiêu Miểu, tiếp chiêu cậu luôn tay xuống bên dưới bắt đầu móc móc cậu móc hết từ chỗ này đến chỗ khác móc không trượt phát nào điều này làm cho tiêu miểu nhảy cẫng người lên hắn cay cú hét lên a à, là ai cậu nhân nào làm chuyện này với ta đó sau một hồi móc lấy móc để thì lâm bắc đã móc được một cục gì đó màu xanh giữ những chất màu vàng đầy đáng nghi tin báo hệ thống vang lên chúc mừng ký chủ đại nhân phát tài nhận được tất cả linh thạch trên người tiêu miểu 250 vạn linh thạch cầm đống linh thạch hơi khó ngửi trên tay lâm bắc đắc ý cười nói he he vận may không tệ đứng cạnh là bạch tinh trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn phía bên này thấy tiêu miểu có thái độ lạ đan lão lo lắng hỏi han tiêu miểu ngươi sao vậy sắc mặt đột nhiên khó coi tiêu miểu cũng không hiểu hắn mặt nhăn mày nhó xoa bụng thốt lên không sao có thể là tối qua đã ăn nhầm thứ gì rồi trong lúc đó nàng ly chân bắt đầu chốt đơn gọi ship một trăm vạn lần một một trăm vạn lần hai một trăm vạn lần chưa kịp nói hết câu thì lâm bắc dơ biển lên hét lớn ta trả 101 vạn linh thạch miếng cơm đến mùm rồi còn bị lâm bắc phá đám tiêu miểu giật mình hoảng hốt tuy vậy hắn vẫn đắc ý trong lòng hừ lâm bắc ta không tin ngươi đã tốn nhiều linh thạch mua những bảo vật kia rồi mà vẫn còn đủ linh thạch để cướp kim kiển huyết thảo của ta nghĩ đến đây hắn tự tin trả giá ta trả 150. nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị lâm bắc nhảy vô chặn họng cậu mỉm cười nhắc nhỏ tiêu miểu trước khi ngươi trả giá ngươi nên nhìn xem linh thạch trong túi chữ vật của ngươi còn lại bao nhiêu nghe vậy tiêu miểu cũng cẩn thận xem lại túi chữ vật của mình hắn bằng hoàng khi nhìn vào túi chữ vật linh thạch của ta mất hết rồi ngay lập tức hắn liền chó mõm sang phía lâm bắc chửi đậu xanh chắc chắn là lâm bắc là ngươi làm nghe vậy lâm bắc liền á khẩu nói không căn cứ ngươi có chứng cứ sao tiêu miểu tức điên cả người hắn đầu bốc hỏa hét lớn lâm bắc đậu xanh lòng xào dưa củ cải súp lơ một vơ một đạp đúng là cầu tạp chủng mà trái lại lâm bắc không thèm để tâm Cậu búng tay nháy mắt đầy đắc ý, he he, lấy tinh thạch của thiên mệnh chi tử, đoạt cơ duyên của thiên mệnh chi tử, loại cảm giác này thật là tuyệt vời. 101 vạn lần 1, 101 vạn lần 2, 101 vạn lần 3, sau 3 tiếng búa gõ thì nàng ly chân chính thức chốt đơn. Nàng tươi cười như mặt trời chói lóa, chúc mừng số 9 chín đã đấu giá được linh vật Hắc hải, linh thảo vô danh. Một lúc sau, khi hội đấu giá kết thúc tốt đẹp, nàng bạch tinh đứng ngoài chờ đợi trong lúc đó người trong hội đấu giá đang trao trả bảo vật lại cho lâm bắc quy khách đây là linh thảo vô danh ngài đấu giá được xin hãy nhận lấy cảm ơn lâm bắc vui vẻ đáp lại cùng lúc đó ở cách đó không xa tiêu miểu núp sau cây cột âm thầm dõi mắt nhìn theo hắn cây cú lẩm bẩm lâm bắc của sát thiên đao lúc này tiêu miểu dư thừa khí vận còn một nghìn tám trăm ngay lập tức lâm bắc cảm nhận được khí tức của tiêu miểu ở gần cậu phấn khích cầm túi chữ vật ra khoe ôi tiêu miểu thật là ngại quá Linh thảo mà ngươi muốn là của ta rồi." Cậu khích đều hắn, "Lần này ngươi dã chàng xe cát biển đông rồi, thật là đáng tiếc quá." Nghe thấy mấy lời này, Tiêu Miểu tức cay đỏ giới, hắn nghiến chặt hai hàm răng vào nhau canh kết, ánh mắt nổi lên sát khí như muốn ăn tươi nốt sống, "Lâm Bắc tên tiểu nhân đê tiện nhà ngươi." Tình hình đúng như dự tính trước đó, Lâm Bắc càng đắc ý cười khinh, "Đúng rồi, lần sau tới mua đồ, ngươi nhớ phải mang theo đủ tiền đó nha. Đừng giống như hôm nay, mở mắt to nhìn rõ đồ tốt bị người khác mua mất." bằng không lại bị người ta cười cho đó. Đến lúc này Tiêu Miểu không thể nào chịu nổi nữa, hắn ngửa cổ không ngừng thổ huyết ra bên ngoài, tuy tình cảnh vô cùng đáng thương nhưng Lâm Bắc lại vô cùng mãn nguyện. Sau đó Lâm Bắc vênh mặt rời đi, bye bye, bỏ lại sau lưng là cảnh tượng đan lão đang lo lắng cho sức khỏe của Tiêu Miểu. Tin hệ thống vang lên. Cướp được cơ duyên của Tiêu Miểu thành công, khí vận của Tiêu Miểu trừ 450, khí vận của khí chủ cộng 90, giá trị phản diện cộng 1800. Ngay khi Lâm Bắc bước ra khỏi hội trường đấu giá, nàng bạch tinh liền hỏi xong việc rồi ư lâm bắc lập tức đáp lời ừ làm xong rồi này đồng hành cùng lâm bắc xuyên suốt cả buổi đấu giá nàng bạch tinh không khỏi thắc mắc trong lòng nàng trực tiếp hỏi cậu hình như ngươi rất ghét tiêu miểu tại sao thế nghe nàng hỏi vậy lâm bắc mặt tỉnh bơ đáp lại cô không biết lúc trước hắn đã làm gì đâu để ta nói cho cô nghe thế rồi cậu bắt đầu kể tất cả những việc xấu của tiêu miểu cái gì không xấu thì nói xấu cho bằng được cái gì xấu sẵn rồi x2 x3 lên cho phần sinh động sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện nàng bạch tinh bùng nổ sự tức giận nàng giơ nắm đấm chửi ha lúc trước va chạm với hắn đã cảm thấy hắn là người ích kỷ rồi không ngờ hắn lại là một tên vô liêm sỉ như thế vong ân bội nghĩa lòng lang dạ sói chẳng trách ngươi lại nhắm vào hắn nhìn nàng này như vậy lâm bắc mãn nguyện thôi rồi cậu mỉm cười hưởng thụ thành công làm cho thiên mệnh chi nữ bạch tinh ghét tiêu miểu khí vận của tiêu miểu trừ một khí vận của ký chủ cộng hai giá trị phản diện cộng bốn sau đó ngoài trời lúc này màn đêm đổ ập xuống những ngọn núi cao cao u tối những ánh đèn cũng dần chiếu rọi khắp căn nhà ngõ ngách trong thành nàng bạch tinh vui vẻ lên tiếng ôi trời tối rồi ta cũng phải về đây cáo tử vậy ta cũng cáo tử lâm bắc vui vẻ đáp lại cũng trong buổi đêm này tiếng hét lớn của lâm bắc làm rung chuyển cả chiếc thuyền cái gì cơ cổ nguyệt rời đi rồi tin tức này làm cậu bàng hoàng không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy ngồi vắt chân kiêu xa trên ghế nàng bích vân tiên tử thuật lại sự việc Cổ Nguyệt bị phụ thân của cô ấy đưa đi rồi, đây là lý do vì sao ta phải đưa Cổ Nguyệt tới Đan Thành. Nói rồi nàng đưa ra một viên đá phát sáng, "Còn nữa, đây là lưu ảnh thạch phụ thân của Cổ Nguyệt để lại cho ngươi." Lâm Bắc nhanh chóng đón nhận nó, ngay sau đó hình ảnh cùng tiếng nói vang lên, "Lâm Bắc, ngươi nghe cho rõ đây, ta tuyệt đối không đồng ý ngươi ở cùng với con gái ta. Ta ra lệnh cho ngươi, sau này không được tới gặp Cổ Nguyệt nữa." Hình ảnh phụ thân nàng Cổ Nguyệt mặt sưng sưng tay chỉ chỉ khinh thường cậu, "Ngươi thực sự yếu quá." yếu tới mức tới cái cổng nhà của cổ gia ta mà cũng không đẩy được. Nam nhân như ngươi làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho cổ nguyệt được, ngươi phải biết nhìn nhận sự thật. Đừng tơ vương tới con gái ta nữa, nghe mấy lời phỉ báng này nàng Bích Vân tức giận nổi máu chó. Hừ, lại kiên quyết như vậy, lần sau gặp mặt, đánh nặng thêm chút nữa đi. Còn trong lúc đó, Lâm Bắc đứng bần thần nhìn lưu ảnh thạch, cậu bị đà kích không hề nhẹ, trong đầu hiện lên bóng dáng nàng cổ nguyệt. Vô số những biểu cảm của nàng, tất cả đều để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với cậu, chỉ có một thứ hơi cấn cấn trong lòng mình thật sự yếu quá hay sao chứng kiến người đồ đệ của mình buồn giàu như vậy nàng bích vân không nỡ nàng an ủi kèm theo khích lệ cậu tiểu lâm tử ta đã giúp ngươi dạy dỗ tên đó một trận rồi những gì hắn nói ngươi cũng đừng để trong lòng thực lực của ngươi cũng được tính là rất mạnh rồi sau đó nàng có một bất ngờ cho lâm bắc còn có viên đan dược này ngươi cầm lấy đi cậu đưa tay nhận lấy hộp đựng đan đây là viên đan phát ra kim quang màu sắc nàng bích vân liền giải thích thêm Ta giúp ngươi cướp được từ chỗ phụ thân của cổ Nguyệt đó. Ngũ phẩm đan dược, Huyền diệu tử phủ đan, tác dụng là mở rộng đan điền. Có viên đan dược này, ngươi sẽ có thể đáp ứng được các điều kiện để thăng cấp kiếm điền thanh liên rồi đó. Nghe vậy Lâm Bắc hớn hở cười đáp, đa tạ sư tôn. Sau đó Lâm Bắc đóng cửa thả chó, không cho một ai có thể bén mảng đến làm phiền. Cậu lặng lẽ quan sát thu ảnh thạch, những tiếng nói áp đặt cứ thế vang lên. Rời xa cổ Nguyệt, rời xa cổ Nguyệt. Cậu nhìn nói đầy suy tư sự uy hiếp bên phía phụ thân của cổ nguyệt là không đáng kể có hệ thống ở đây tu vi không phải là vấn đề cậu chán ghét ném viên đá đi đợi tu vi của ta tăng cao rồi sẽ tới tận nhà của cổ nguyệt đem cổ nguyệt đi sau khi ổn định lại tâm trạng cậu chống cầm suy tư trước mắt sự uy hiếp của tiêu miểu cấp bách hơn nhiều ta phải thăng cấp lên kim đan kỳ trước khi đại hội tam tông bắt đầu trước tiên xử lý bảo vật lấy được ở hội đấu giá ngoài kim điển huyết thảo và minh tâm đan ra những cái còn lại không cần hệ thống đổi chỗ linh thảo khoáng thạch này thành giá trị phản diện cho ta ngay lập tức hệ thống liền thu hai bảo vật này vào thùng tái chế thông báo vang lên đã thu nhận không lực khoáng tử vân chi giá trị phản diện cộng 200. sau đó cậu thắc mắc hỏi tiếp theo hệ thống kim kiển huyết thảo có tác dụng gì hệ thống liền giải thích kim kiển huyết thảo có thể tu luyện không thiền dực không thiền dực là một loại thân pháp bí thuật chạm tới không gian chi lực có một chú ý là hoán đổi cần 50.000 giá trị phản diện thêm nữa huyết thảo có thể tu luyện tầm anh tứ biến đan của kim đan kỳ chuyên dụng hoán đổi cần ba mươi giá trị phản diện từ một son go của kim đan sơ kỳ nuốt một viên tứ biến đan có thể dùng thăng cấp một tiểu cảnh giới trong kim đan kỳ hoàn mỹ cứ như thế chỉ cần nuốt bốn viên tứ biến đan có thể trực tiếp đạt tới kim đan kỳ viên mãn đỉnh phong hệ thống hiện lên nhắc nhở phát hiện ký chủ sở hữu kim kiển huyết thảo trừ ra năm mươi giá trị phản diện để đổi lấy bí pháp không thiền dực và bốn viên tầm tứ biến đan thấy vậy cậu trầm trồ ô hô không ngờ hệ thống ngươi lại có một ngày không làm gian thương. Cậu vui vẻ đồng ý, được, đổi cho ta, còn cả đổi cho ta kim đan phá trướng đan, kim đan thăng cấp vẫn đóng vững đánh chắc, đáng tin cậy. Ngay lập tức hệ thống liền tiến hành trao đổi, hoán đổi thành công, trừ giá trị phản diện. Sau khi trao đổi được kèo thơm, Lâm Bắc đắc ý cười khinh, hê hey hê, hey, tiêu miểu. Đại hội tam tông ngươi cứ tắm rửa sạch sẽ chờ ta lấy mạng ngươi đi, đợi khí vận của ngươi giảm tới 150, ngươi sẽ có thể đóng máy rồi. Một lúc sau, ngay khi có được bí pháp không thiền rực và bốn viên tứ biến đan cậu bắt tay vào tu luyện công pháp nhờ những vật phẩm này cậu hấp thụ những nguồn linh lực dồi dào tất cả nhanh chóng hội tụ vào đan điền rồi thu nhỏ thành một viên kim đan nó bắt đầu biến đổi không ngừng những tiếng nứt vỡ xuất hiện bên ngoài vỏ của kim đan ngay sau một tiếng nổ lớn viên kim đan này đã được để lại một dấu vết là một bông hoa sen huyễn hoặc khó hiểu lâm bắc mở chừng hai con ngươi rực sáng của mình bên trong hiện lên là hoa văn bông sen vàng đầy sinh lực đột phá thành công rồi kim đan kỳ thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng thoát cái đã 5 ngày sau tạ đan thành lúc này tiếng nói cười của các quan khách cùng tân thủ không ngừng vang lên không khí căn bản là vô cùng náo nhiệt hòa trong dòng người tấp nập đó lâm bắc cùng thanh đình và anh em lục giáp lục ất cũng có mặt đầy phấn khởi thanh đình cầm ly đậu hũ thối trên tay phấn khích gieo hò ha ha cuối cùng cũng bắt đầu rồi đại hội tam tông đứng sau đó lâm bắc thẩm món ăn ngon lành còn hai anh em họ lục phải lấy tay bịt mũi vì quá thối ngồi trên vị trí của hàng ghế vip Nàng Bích Vân hớn hở mở lời, "Lão già huyền nhất, lão thái bà Viêm Linh, người của các ngươi lúc nào mới tới, sắp bắt đầu so tài rồi, chả lẽ các ngươi bỏ cuộc sao?" Trước câu hỏi điều này, nàng Viêm Linh vẫn vui vẻ đáp lại, "Tiểu bất điếm Bích Vân, cách so tài bắt đầu còn có thời gian một chén trà, gấp gì chứ?" Ở cách đó không xa, Huyền Nhất tông chủ bình thản nói lớn, "Họ tới rồi kìa." Phía bên dưới, Tiêu Miểu đã nhanh chóng đáp đất trình diện, cùng lúc đó một người của tông khác cũng có mặt chuẩn bị thi đấu người này có bộ ý phục có màu đỏ vô cùng thu hút trên vai còn mang theo một con tiểu yêu thú vô cùng dễ thương ngay lập tức tin báo hệ thống vang lên phát hiện thiên mệnh chi tử mới nghe thấy vậy lâm bắc chán ghét nói lại thêm một người nữa ư ừ. thông tin của thiên mệnh chi tử liền được hệ thống cập nhật tên đàm sơn cảnh giới kim đan kỳ một tầng giới tính nam trận danh hỗn độn tả ác khí vận 10.000. đặc tính thiên mệnh chi tử dị thế trùng sinh lợi kỳ cực đoan song tiêu đánh giá một trọng sinh giả đến từ thế giới võ không biết tên xuyên không tới, tự cho mình là bất phàm. Sau đó, huyền nhất tông chủ vui vẻ lên tiếng, nếu đã đến đủ rồi, vậy thì bắt đầu thôi. Thể lệ cuộc tranh tài liền được phổ cập, trận đầu tiên của đại hội Tam Tông so tài luyện đan, với nguyên liệu do đại hội cung cấp. Mỗi thí sinh đều có hai cơ hội để luyện chế đan dược tứ phẩm do đại hội chỉ định, vận linh nguyên đan, thí sinh nào luyện chế được đan dược có phẩm chất cao nhất sau hai canh giờ sẽ giành chiến thắng. Sau khi thí sinh bắt đầu luyện đan, những vận linh nguyên đan này có bốn cấp bậc thấp nhất là phẩm chất hạ giai cao hơn là phẩm chất trung gia rồi tới phẩm chất thượng giai cuối cùng là phẩm chất viên mãn phẩm chất cao nhất trong lần so tài đầu tiên này người thắng có thể nhận được một bình huyền linh phá kim đan huyền linh phá kim đan ẩn chứa linh lực cường đại có thể giúp tu sĩ kim đan kỳ tăng tốc tu luyện và tăng tỷ lệ đột phá tiểu cảnh giới đánh góc máy về phía tiêu miểu lúc này hắn ta đang thể hiện quyết tâm của mình ta phải giành được huyền linh phá kim đan sau khi mất kim kiền huyết thảo Ta chỉ có thể dựa vào Huyền Linh Phá Kim Đan để tăng tốc tu luyện thôi. Vì đã quá nhiều lần bỏ lỡ mất cơ hội, chính vì vậy linh hồn Đan lão liền lớn tiếng nhắc nhở, "Tiêu Miểu, ngươi phải nhắc nhở bản thân luôn phải giữ bình tĩnh. Sau năm ngày liên tục kiểm tra cẩn thận, ta vẫn không tìm thấy gì bất thường trên cơ thể của ngươi." Giọng ông ta có phần trùng xuống, một tay đặt lên vai Tiêu Miểu khuyên nhủ, "Về sau đừng cư xử không lý trí tại các cuộc thi đấu giá nữa." Tiêu Miểu nghe vậy cũng xui xui, hắn ngoan ngoãn nghe lời, "Ta hiểu rồi. Chỉ khổ cho Lâm Bắc lúc này." sự xuất hiện của khứa áo đỏ làm cậu phải suy nghĩ lại thêm một thiên mệnh chi tử đúng là đau đầu nhưng nhiệm vụ quan trọng bây giờ là đoạt hoàn toàn khí vận của tiêu miểu sau đó tư diệt tiêu miểu cậu nhìn tiêu miểu với ánh mắt đầy cay cú chẳng qua tiêu miểu không hổ danh là thiên mệnh chi tử mất đi kim kiển trùng thảo chớp lại gặp được huyền linh phá kim đan nhưng yên tâm ta cũng không để ngươi có được cái này đâu nghĩ đến đây cậu nhếch mép cười với ánh mắt đầy kiên định sau đó ba người đại diện cho ba tông đã ổn định trên đan đài phía bên trái là đại diện đan nguyên tông tiêu miểu phía bên phải là đại diện của xích luyện tông liệt vô cực đậu xanh quả tên chất thật cuối cùng là đại diện cho thanh vân tông lâm bắc ngay sau đó một tiếng hô lớn của quan khảo vang lên so tài luyện đan chính thức bắt đầu ngay lập tức liệt vô cực nhanh chóng bắt tay vào luyện đan hắn truyền linh lực của tu vi kim đan kỳ một tầng đốt cháy lò luyện đan hắn đắc ý nghĩ bụng chỉ là đan dược vận linh nguyên đan tứ phẩm đối với luyện đan sư tứ phẩm như mình đúng là dễ như trở bàn tay trong lúc đó tiêu miểu cũng đang dồn toàn bộ công lực của mình để nhanh chóng luyện ra viên đan phẩm chất viên mãn hắn tự tin thầm nghĩ điều chỉnh đan hỏa sự phân tách và hợp nhất của đan dịch càng rõ hơn do so, tài luyện đan này không chỉ kiểm tra tốc độ luyện đan mà còn kiểm tra kỹ thuật luyện đan chỉ có mỗi lâm bắc là đang rất chi là mung lung nghĩ về tương lai cuộc sống sau này mình chỉ là luyện đan sư tam phẩm có thể luyện ra đan dược tứ phẩm sao trong giây phút lúng túng làm quên mất thân phận thật của chính mình rất may hệ thống liền nhắc nhở kịp thời ký chủ ngài đang ăn xít à sao mà đơ người ra thế ngài là một phản diện không phải là thiên mệnh chi tử ngài có thể đổi luyện đan thuật tứ phẩm luyện đan thuật tứ phẩm giá trị phản diện là 10.000. nhưng mà lâm bắc không nghĩ đơn giản như thế cậu táo bạo nghĩ thầm không hừ chỉ đổi luyện đan thuật tứ phẩm khán giả còn tưởng ta hết giá trị phản diện rồi ta muốn đổi luyện đan thuật ngũ phẩm ngay lập tức hệ thống liền xác nhận lại ngay chắc chắn chứ chắc chắn lâm đại gia một phát chốt kèo luôn mà không cần xem giá thế rồi hệ thống vang lên tiêu hao 20.000 giá trị phản diện, đổi lấy luyện đan thuật ngũ phẩm, giá trị phản diện còn lại của ký chủ là không. Câu nói này như đi Anna có cánh, trực tiếp khiến cậu bàng hoàng hóa đá, nani cái gì gì vậy, nhưng cậu hệ thống liền an ủi cậu, ký chủ hãy tiếp tục nỗ lực chăm chỉ kiếm giá trị phản diện. Tranh thủ sớm ngày song túc song phi cùng cổ nguyệt, đến lúc này còn gái với gú cái yếu gì, không có tiền sao làm phiền được thiên hạ đây. Lâm Bắc nước mắt lưng chồng nhủ lòng phải cố gắng, mỡ nó rắn nó, ngỗng ông lệ ông, tiêu miểu, Đàm Sơn, các ngươi đợi đó cho ta, đại hội lần Tam Tông lần này, ta muốn hai khí vận chi tử các ngươi đều thất bại. Bỗng lúc này trên trời quang mây tạnh đột nhiên có lôi điện màu xanh đánh xuống, hóa ra là do Liệt Vô Cùng đang luyện đan mà kéo đến. Hắn đắc ý nắm phần thắng trong lòng, không ngờ lần này mình lại thể hiện xuất sắc đến vậy, nhất định sẽ giành chiến thắng trong so tài luyện đan này. Ở bên dưới khán đài, tất cả những người có mặt đều há hốc kinh hãi, những lời tán dương không ngừng không ngớt, đan kiếp kìa, đẳng cấp quá đi. Vậy mà lại là đan kiếp, đan kiếp đan kiếp n lần đan kiếp này chỉ khi luyện chế ra đan dược trên ngũ phẩm mới có thể xuất hiện phía trên hàng ghế vip lúc này chứng kiến đệ tử tông môn của mình đang tỏa sáng rực rỡ nàng viêm linh liền hớn hở lên mặt huyền nhất bích vân xem ra lần so tài luyện đan này là xích luyện tông ta giành được rồi huyền nhất ngồi bên cạnh cười trừ đáp lời viêm linh à không thể nói trước được đâu đường còn dài chưa biết ai hơn ai đâu lời này vừa dứt cũng là lúc trên bầu trời xảy ra biến động cực lớn những tia lôi điện đang không ngừng công nghệ va với nhau bất ngờ hơn một tia lôi điện màu đỏ đánh xuống cắt ngang đi những tia lôi điện màu xanh chứng kiến cảnh tượng này làm viêm linh tắt hẳn đi nụ cười đang nằm trên môi nàng lo lắng nhảy bổ ra khỏi ghế quát tháo cái gì vậy mà lôi kiếp màu đỏ cao cấp hơn lôi điện màu lục ư trái lại đan lão lại vui mừng không ngừng tán dương học trò cương tiêu miểu làm tốt lắm lần này ngươi thắng chắc rồi đang trong tư thế luyện đan tiêu miểu cười cười đầy đắc ý tuy vậy hắn khiêm nhường đáp lại bây giờ vẫn chưa giành chiến thắng hoàn toàn ta còn phải dẫn lôi kiếp làm một chuyện thế rồi tiêu miểu điều hướng cho lôi điện đánh thẳng vào lò luyện đan của liệt vô cực bị đánh bất ngờ làm liệt vô cực không kịp ra tay chống đỡ một tiếng nổ lớn vang lên lò luyện đan nổ tan tành và hắn cũng chính thức bị loại lực phản chấn vô tình làm hắn bị hất văng lên không trung qua cây cú hắn lớn tiếng chửi quẩn tiêu miểu ngươi ám toán ta cẩu tặc đáng ghét trong lúc đó lâm bắc chứng kiến toàn bộ sự việc cậu liền sử dụng linh lực chi thủ đưa cánh tay ra thi triển thuật pháp ngay tức khắc một bàn tay linh lực vàng chóe đỡ lấy người của liệt vô cực Hành động nghĩa hiệp này làm liệt vô cực vô cùng cảm kích, huynh đệ, đa tạ ra tay giúp đỡ. Phía bên này Tiêu Miểu nhíu mày cười khinh, "Hừ, Lâm Bắc, bản thân ngươi còn khó bảo toàn vậy mà còn dám quản chuyện của người khác." Ngay giây sau hắn đã điều hướng lôi kiếp của mình đánh thẳng xuống lò luyện đan nơi Lâm Bắc đang đứng, cả lò luyện đan bị bao trùm một màn lửa kinh hoàng, không rõ tình hình bên trong, chứng kiến một màn này làm liệt vô cực bàng hoàng ngơ ngác. Tất cả khán giả có mặt cũng bàng hoàng ngơ ngác luôn, nàng Bích Vân cũng bàng hoàng ngơ ngác nốt. Nàng cất giọng hét lớn, tiêu lâm tử, ngươi không sao chứ. Sau đó, lôi kiếp đã biến mất vào không trung. trên đan đài lúc này là một màn khói trắng mù mịt không có động tĩnh gì. Điều này làm cho tiêu miểu phấn khích gieo hò, đan lão, như vậy mới là thắng lợi thực sự. Chỉ có một mình ta thành công luyện chế ra đan dược, huyền linh phá kim đan, nó thuộc về ta rồi. Thấy học trò cưng của mình hơi ố dề, đan lão liền ghim giọng nhắc nhở, tiêu miểu, ngươi quá kích động rồi, bình tĩnh lại nhưng tiêu miểu căn bản nghe mấy lời này không lọt tai hắn đắc ý cười nói đan lão đừng lo bây giờ cảm xúc của ta như bay lên chín tầng mây vậy lâm bắc năm lần bảy lượt sỉ nhục ta hôm nay cuối cùng cũng giải quyết được hắn rồi sảng khoái quá sảng khoái quá bỗng từ trong làn khói trắng một giọng nói quen thuộc vang lên tiêu miểu nghe tiếng gọi làm tiêu miểu giật mình nơm nớp lo sợ bất ngờ chưa bà già lâm bắc vẫn sống nhan răng hơn nữa lò luyện đan vẫn còn nguyên tem nguyên mác cậu nhếch mép cười khinh ngươi đang làm nhảm gì thế mà này làm tiêu miểu nhìn như muốn lòi hai con mắt ra ngoài, hắn bàng hoàng thốt, ngươi vậy mà không sao? liệt vô cực hai mắt phát sáng ngôi sao vui mừng, đỉnh nha huynh đệ tốt. phía bên này ba người bỗng dưng trở nên nền tính lạ thường, kẻ tung người hướng không thiếu, không hổ là tiểu lâm tử của ta, vậy mà còn có đan kiếp màu vàng mạnh hơn cả đan kiếp màu đỏ. bích vân ngươi sướng nha, đan kiếp màu vàng ít nhất cũng phải là luyện đan sư ngũ phẩm mới có thể kích hoạt, luyện đan sư ngũ phẩm chảy như vậy, đúng là hậu sinh khảo ý phía bên dưới lâm bắc chỉ tay lên trời điều khiển lôi kiếp tiêu miểu bây giờ đến lượt ta giật ngươi rồi nói xong trên bầu trời bắt đầu kéo đến rông tố những tia lôi điện cùng những tiếng sấm rền vang khắp trời thư ánh sáng chiếu thẳng vào người của tên tiêu miểu đang đứng run rẩy không nhấc được chân ngay lập tức hắn đã được ăn chọn một trận đan kiếp siêu to khổng lồ từ trên trời giáng xuống một tiếng nổ lớn vang lên đất đá khói bụi văng tùng lung từ phía một lúc sau đan kiếp cũng dừng lại lúc này trên đan đài là một màn khói đen nghịt ở trong đó Tiêu Miểu đang mơ hồ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ có linh hồn Đan lão là đang không được ổn, ông ta khắp cơ thể bầm dập là vết cháy xém, nhận thấy tình hình không ổn Tiêu Miểu lo lắng quay đầu hỏi, "Đan lão, ông sao vậy?" Linh hồn Đan lão khó khăn cố gắng gượng dậy thều thào, "Vừa nãy đỡ lôi kiếp, ta đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh, ta phải ngủ say một giấc rồi, tiếp theo chỉ có thể dựa vào ngươi rồi." Ngay sau đó ông ta liền hóa thành một làn khí biến mất vào trong tấm ngọc bội, trước khi hoàn toàn rời khỏi Đan lão nhắc nhở hắn. Tiêu Miểu Ngươi phải nhớ, cho dù gặp chuyện gì đều phải bình tĩnh, đừng xúc động. Nghe vậy hắn liền ngoan ngoãn đáp lời, đan lão đừng lo, ta sẽ nhớ lời của ông. Sau khi lớp khói bụi dần tiêu tán, Tiêu Miểu dần dần lộ ra, thấy vậy Liệt Vô Cực chỉ tay cười khinh, ha ha, Tiêu Miểu sướng không? Tiểu nhân bị ổi như ngươi dẫn lôi kiếp tấn công bỏ ta, kết quả mình lại bị lôi kiếp đánh thành như vậy. Bỗng có một thanh âm từ đằng sau vang đến, Vô Cực sư huynh, lời này sai rồi, đúng không Tiểu Ngũ? lời này làm cho liệt vô cực giật mình hoang mang đứng bên dưới đàm sơn khoanh hai tay giọng chỉ trích tu hành vốn là con đường nghịch thiên cần trải qua ngàn vạn khổ luyện nếu chút ngoài ý muốn mà ngươi đã chỉ trích người khác bị ổi về sau khi gặp phải âm mưu của kẻ địch chẳng lẽ ngươi muốn gọi hắn là đại bỉ ổi ư đúng không tiểu ngũ liệt vô cực không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy hắn quay đầu hỏi lại đàm sơn sao ngươi lại hướng khuỷu tay ra ngoài thế chúng ta đều là đệ tử tông môn sao ngươi có thể giúp người ngoài chỉ trích ta trái lại đàm sơn thản nhiên đáp lại giúp lý không giúp thân ta chỉ là thấy gì nói đó nói thật lòng mà thôi đúng không tiểu ngũ những lời này làm cho tất cả những đồng môn khác phải ngơ ngác ngã ngửa thấy vậy huyền nhất được dịp bơm đều viêm linh đệ tử tông môn ngươi đúng là thú vị nàng viêm linh nhục nhã không biết giấu mặt vào đâu chỉ biết cười khổ ha ha nàng chửi thầm trong lòng nếu không phải vì một số người có núi dựa ở tông môn thì loại phá hoại đoàn kết tông môn này ta đã đá hắn khỏi tông môn từ lâu rồi trong lúc đó lò đan của lâm bắc dần được hé mở từ bên trong một viên đan phát ra ánh sáng huyền diệu bắt đầu bay ra nó bay tới trên tay của lâm bắc cậu hướng tay về tiêu miểu đắc ý nói tiêu miểu đan dược của ta xong rồi của ngươi đâu nghe thấy thế tiêu miểu cay cú nắm chặt hai nắm đấm hắn im lặng không dám thốt lên một câu nào phía bên này lâm bắc được nước liền đá đều ai ra ta quên mất ngươi nổ lò rồi xin lỗi nha đến lúc này tiêu miểu mới mở chừng mắt hàm hàm nhìn lại hai người bốn mắt nhìn nhau không nói một câu nào đứng quan sát liệt vô cực thắc mắc hỏi sắp đánh nhau rồi sao bỗng lúc này tiêu miểu giơ một tay lên với thái độ vô cùng trướng khí lâm bắc thấy vậy cũng có chút bất ngờ cậu không hiểu hắn muốn làm gì tiếp theo nhưng điều bất ngờ là tiêu miểu giơ thẳng tay lên nói lớn ta đầu hàng hắn không quên xỉa sói lâm bắc coi như người thắng trước nói hết câu hắn cay cú rời đi ngươi đợi đấy cho ta nhìn theo bóng lưng hắn lâm bắc thầm nghĩ khí vận của tiêu miểu càng ngày càng gần tới tuyến đào hố chôn dần rồi nhưng khí vận của hắn càng ngày càng khó giảm rồi. Thông báo hệ thống vang lên, ký chủ cướp cơ duyên của Tiêu Miểu và đánh bại Tiêu Miểu thành công, khí vận của Tiêu Miểu trừ 200, khí vận ký chủ cộng 40, giá trị phản diện cộng 1000. Cùng lúc đó vị quan khảo liền nói lớn, ta tuyên bố, người thắng so tài luyện đan là Lâm Bắc Thanh Vân Tông. Tiếp theo là so tài luyện khí, mời tuyển thủ tham gia thanh đình, Đàm Sơn và các vị qua đường khác chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Bắc đặt tay lên vai Thanh Đình trao hy vọng, "Thanh Đình, cố lên!" so tài tiếp theo phải cẩn thận đàm sơn trái lại thanh đình vô cùng tự tin đáp lời không cần phải lo mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay của ta rồi tiếp theo xem ta biểu diễn đây nhưng nhìn biểu cảm của lâm bắc là biết sắp có chuyện chẳng lành phía trước nói có sai đâu hắn sau khi bị nổ lò đan thì nằm ê chề dưới mặt đất không dám ngó mặt lên đúng là ếch nát tại miệng thanh đình của thanh vân tông bị nổ lò đan loại đứng bên trên đàm sơn hướng ánh mắt về phía lâm bắc cười cợt ha ha lâm bắc đáp lại lâm bắc trao cho hắn một ánh nhìn đầy khinh rẻ cậu không thèm đáp lời hắn cũng vì thế mà tên đàm lại càng láo toét hắn chừng mắt cười khinh bỉ đệ tử thanh vân tông các ngươi thật yếu hy vọng sau so tài đối chiến cá nhân vòng ba ngươi có thể muộn chút mới gặp phải ta như vậy ngươi có thể bị loại muộn hơn một chút đúng không tiểu ngũ thấy tên này háo thắng như vậy nàng bích vân liền nói bóng gió viêm linh đệ tử xích luyện tông ngươi đúng là có cá tính nghe thấy vậy nàng viêm linh chỉ biết ngại ngùng quay mặt đi nàng gượng cười ha ha Tập 2 đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người ơi, hiện tại AD đang có một cửa hàng nho nhỏ chuyên về đồ gia dụng trang trí làm đẹp cho căn động phủ nhà bạn. Sản phẩm tranh tráng gương treo tường được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng không hại điện, phù hợp phong thủy. Chắc chắn sẽ khiến cho căn động phủ của bạn trở nên sang trọng và nổi bật. 100% khách tới chơi nhà sẽ phải há hốc mùng kinh ngạc thốt lên, ôi đẹp quá. Các vị đạo hữu yên tâm là mẫu mã sản phẩm rất đa dạng, sẽ có đầy đủ màu sắc cho các vị đạo hữu lựa chọn bảo hành một đổi trả một khi có lỗi hoặc sản phẩm bị vỡ do vận chuyển. Anh em có nhu cầu thì hãy liên lạc cho AD qua số Zalo AD có ghim ở dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Dưới đây là hình ảnh một số mẫu mã nổi bật của máy dập Review Shop. Mời các vị đạo hữu xem thử. Đây là tranh mặt trăng tráng gương. Đây là tranh tráng gương đèn LED có núi có trăng có hưu và sao, khung cảnh non nước hữu tình lung linh tráng lệ. Đây là tranh đồng hồ tráng gương có đính kèm sợi lông vũ phượng hoàng lửa. Còn đây là tranh đồng hồ tráng gương khổ lớn hình bông hoa. Đây là loại tranh tráng gương khổ to treo tường. Đồng hồ treo tường gấu trúc cute này. Tranh tráng gương non nước hữu tình này. Đồng hồ tráng gương con hươu siêu đẹp treo tường này. Đồng hồ tráng gương đèn led hình ngôi sao trang trí phòng này. Đây là đồng hồ quả lắc có mặt tráng gương siêu đẹp trang trí phòng này.